Chào các bạn, mình là Tiến Chậm 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ nói về một chủ đề, đấy là MT4, MT5 bị xóa khỏi App Store. Liệu chúng ta có cần lo lắng hay không? Và làm cách nào để chúng ta có thể giao dịch tiếp? Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói tới những cái câu hỏi mà từ hôm qua đến giờ mình nhận được rất là nhiều. Và nhiều bạn thắc mắc, nhiều bạn comment, cũng như là khi mình post ở các nơi, ví dụ tab cộng đồng của YouTube này, fanpage này, và Telegram thì các bạn hỏi rất là nhiều đến những câu này. Câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần lo lắng đấy là: thứ nhất, có rút được tiền không? Các bạn có lẽ đang nhầm giữa hai khái niệm là MT4, MT5 với lại sàn nơi mà chúng ta đưa tiền lên, rút tiền về. Hai khái niệm này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Các bạn có thể hiểu như này nhé. Khi các bạn chơi, ví dụ như bọn mình và những người ở trong group của bọn mình chẳng hạn, chúng ta đăng ký là đăng ký sàn XNet. Và khi chúng ta đăng ký sàn XNet như thế thì cái tiền của chúng ta là ở trên cái sàn XNet, chứ không phải ở trong MT4, MT5. Các bạn hiểu không ạ? Ở trong sàn tức là chúng ta nạp, chúng ta rút là thông qua sàn. Còn những cái khác nó chỉ là phụ thôi. Nếu như sàn XNet vẫn còn đó thì chúng ta vẫn chơi, chúng ta vẫn lãi, vẫn lỗ và vẫn rút được bình thường. Đấy là những điều rất là bình thường. Thì câu hỏi đầu tiên nhá, rút tiền được không? Không vấn đề gì cả, chúng ta vẫn nạp rút bình thường. Câu hỏi số 2 là Forex còn tồn tại được không? Có thể là với những bạn mới, khi các bạn mới vào thị trường, các bạn rất là dễ bị những cái thông tin tiêu cực nó làm cho ảnh hưởng, lo lắng và lo ngại rất là nhiều. Thậm chí nhiều bạn làm quá lên quá mức cần thiết. Nó chỉ là một cái app thôi, nó chỉ là một cái phần mềm thôi, không có gì to lớn cả. Forex nó là một cái ngành tồn tại rất là lâu rồi. Các bạn cứ hiểu như này, khi nào mà Internet, khi nào mà ngân hàng không còn tồn tại thì Forex nó sẽ không còn tồn tại. Còn khi nào mà Internet còn tồn tại và ngân hàng còn tồn tại thì Forex nó sẽ vẫn tồn tại. Câu hỏi số 3 là còn trade được tiếp không? Có thể có nhiều bạn là đã quen với cái phần mềm hoặc là cái app MT4, MT5. Thì ở đây ấy, chúng ta có thể thấy là nó chỉ là một phần mềm thôi. Nếu như các bạn dùng máy tính, nếu như các bạn dùng điện thoại quen rồi, các bạn sẽ thấy được có rất là nhiều phần mềm để truy cập vào mạng. Ví dụ Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Brave, Internet Explorer, nhiều lắm. Rất là nhiều những cái như thế. Thì các bạn có thể thấy đấy, giả sử như bạn không có Chrome thì bạn dùng gì? Bạn dùng Cốc Cốc. Bạn không có Cốc Cốc thì sao? Firefox. Không có Firefox nữa sao? Safari. Rất là nhiều phần mềm. Mục đích của chúng ta là chúng ta vào được mạng. Thì ở đây cũng thế. Nếu không có MT4, MT5 thì chúng ta cứ chơi được trên phần mềm khác là được, đúng không? Và ở đây thì trong video này tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi trên XNet luôn, không cần MT4, MT5 luôn. Rồi, ok. Và có một cái câu nữa, theo mình nhớ thì có một câu nữa, đó là khi mà các bạn chơi ấy thì sử dụng những cái phần mềm kia nó có đảm bảo không? Thì có nhá. Những cái phần mềm liên quan trực tiếp đến XNet thì đã được XNet nó phát triển lâu rồi, nên các bạn chơi trực tiếp trên đấy nó cũng vẫn rất là ok. Thêm một điều nữa là so với trước đây, khi các bạn chơi, các bạn phân tích ở trên MT4 thì ở thời điểm hiện tại, bây giờ đa phần mọi người đều dùng TradingView rồi. Đa phần mọi người đều dùng TradingView rồi. Và mình sẽ cho các bạn xem đến những cái mà chúng ta cần chuẩn bị nhé. Ở đây là màn hình của mình, và đây là kênh CN Pro Trading của mình. Các bạn có thể vào đây tìm kiếm này, các bạn gõ chữ TradingView là mình sẽ có video hướng dẫn ở đây. Đây, TradingView là gì? Hướng dẫn sử dụng TradingView này. Đây là một cái công cụ để giúp cho các bạn phân tích, vẽ và làm nhiều thứ khác ở trên đây. Nói chung các bạn cứ xem đi. Nếu như có điều kiện thì các bạn nên bỏ tiền ra để sử dụng cái bản cao cấp hơn thì nó sẽ ok hơn. Và thêm nữa, khi mà các bạn đã có một nơi để các bạn phân tích rồi, đúng không, thì phần còn lại chỉ là vào lệnh thôi, vào lệnh cái LTP và chờ xem lãi hay lỗ như nào thôi. Thì đó là việc của XNet. Ok. Còn về đăng ký tài khoản XNet như thế nào, đây, mình sẽ để cái link ở phần dưới mô tả video, hoặc các bạn tìm đăng ký sàn XNet nó cũng ra. Mình đã làm rất là kỹ rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ sang phần XNet này để mình hướng dẫn cho các bạn. Nếu như các bạn đã có tài khoản XNet rồi, đăng ký rồi, thì đây là một cái tài khoản ví dụ cho các bạn này. Ở đây mình sẽ ở cái phần thử nghiệm nhé, để cho các bạn xem, và mình sẽ nói kỹ cho các bạn những cái gì các bạn cần biết. Thứ nhất, ở đây các bạn có thể nhìn thấy là mình có một cái tài khoản thử nghiệm MT5 và một tài khoản thử nghiệm MT4. Các bạn chú ý nhé, cả Android và cả iOS đều có thể dùng như thế này. Tương tự như này là đều dùng được nhá. Các bạn có thể hiểu là hai cái nó không khác gì nhau, nó chỉ khác nhau một chút là vị trí bố trí nút thôi, không khác gì nhau cả.
Và thêm một cái nữa, ở đây mình sẽ cho các bạn xem một cái sự khác biệt này. Đây là MT4 nhá. Bạn thấy cái nút giao dịch không? Nút giao dịch màu vàng. Đây chính là cái cách để chúng ta giao dịch luôn. Bạn ấn vào nút giao dịch này. Và bạn có thể ấn tùy chọn khác. Đấy, ở đây nó có rất là nhiều cái. MT4 Max này, MT4 iOS này, MT4 Android này, vân vân. Và web terminal. Ở đây ấy, bình thường thì nó sẽ gợi ý luôn ở đây là cài đặt thiết bị đầu cuối cho Windows này, là cái tải xuống ấy, tải xuống để chúng ta cài đặt luôn. Nhưng nếu bạn không làm như này, chúng ta không làm như này mà chúng ta giao dịch trực tiếp trên web thì sẽ có cái là web terminal, bạn ấn vào nhá. Riêng với MT4 thì nó sẽ ra kiểu này. Bạn hiểu không ạ? Nếu như bạn có tài khoản MT4 rồi mà bạn muốn đăng nhập giao dịch ở trên web thì bạn sẽ phải làm kiểu này. Thì nó sẽ ra là web terminal nhá. Và ở đây mình sẽ có một cái thông tin tài khoản này. Đó, bạn ấn vào hình bánh răng nhá, thông tin tài khoản. Và bạn sẽ thấy được là ID ở đây, trial 2 là server. ID ở đây đúng không? Mình copy sang, dán vào đây. Đấy, mật khẩu và máy chủ. Thì ở đây mình sẽ gõ cái mật khẩu của mình ra. Và mình chọn MT4 nhá, chấp nhận. Sau đó nó sẽ hiện ra không khác gì một cái MT4 ở trên máy tính của bạn cả. Đây là một ví dụ này, đấy. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, mình làm video hướng dẫn cho các bạn thì chỉ có coin nó chạy thôi. Nên là mình đã hướng dẫn và test thử một lệnh coin luôn. Bạn có thể thấy là ở đây, đấy. Ví dụ như ở đây bạn thấy là giá nó có thể lên đấy. Thì bạn làm một lệnh, đúng không? Chúng ta chuột phải nhá. Cửa sổ biểu đồ là bạn có thể thấy nó thêm một cái cửa sổ mới, không khác gì MT4 đúng không? Đó, không khác gì MT4 luôn. Và ở đây bạn chọn khung thời gian này, các thứ này. Các bạn vào lệnh cũng y hệt, vào lệnh không khác một cái gì. Mình sẽ thử ấn một nút buy nhá. Buy bit này. Đấy bạn thấy không ạ? Mình đã có một cái nút buy ở đây. Và sau khi ấn xong thì cái lệnh của mình ngay lập tức hiện ra ở đây, giá 18.959. Mình nhấp đúp vào. Và ở đây mình có thể cài đặt chốt lời, chốt lỗ ở đây. Ok chưa? Nó khá là giống MT4 đúng không? Không khác một tí gì. Ok, thêm nữa mình có thể kéo ra này. Đấy, mình kéo TP ra này. Kéo SL ra này. Bạn thấy không ạ? SLTP. Đây là với MT4 nhá, tài khoản MT4 thì bạn làm như thế, nó không khác gì cái phần mềm MT4 ở trên máy tính của các bạn luôn. Rồi tí nữa ở phần sau thì mình sẽ hướng dẫn ở trên máy điện thoại nhá. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có MT4 rồi. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đến MT5. MT5 thì các bạn tạo tài khoản như thế nào? Ở phần mở tài khoản mới này này. Và các bạn nhớ nhá, trong cái video đăng ký sàn này thì mình đã có hướng dẫn là mở tài khoản sàn như thế nào, mở tài khoản MT4, MT5 và cài đặt mật khẩu như thế nào. Mình có một lưu ý cho các bạn, đấy là riêng với cái MT5 để giao dịch trên web nhá. Bạn ấn nút giao dịch, bạn sẽ thấy là thiết bị đầu cuối trên trình duyệt này. Ở đây có web terminal cái phần MT5. Các bạn có thể thấy là riêng với MT5 và riêng với cái app ở trên điện thoại ấy, riêng với cái app giao dịch trên điện thoại thông qua app Xnet thì chúng ta cần có tài khoản MT5 nhé. Nên các bạn tạo một cái MT5 cho mình và có thể giao dịch được rồi. Ở đây đó, đặt số dư thì bình thường thôi, chúng ta đặt số dư cho nó là được. Còn ở bên cái tài khoản thực ấy, thì các bạn có thể nạp tiền vào, chuyển tiền giữa các tài khoản của các bạn là một điều rất là bình thường. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái web terminal của MT5 nhé. Ở đây nó sẽ hiện ra là tài khoản thử nghiệm này. Đấy, nạp tiền hay là quản lý các tài khoản. Các bạn chú ý nhé, các bạn muốn giao dịch tài khoản nào, kể cả bên thử nghiệm là bên demo ấy, hoặc bên thực là bên Green, thì các bạn cứ chọn thẳng tài khoản đó và ấn nút giao dịch cho mình là xong. Chú ý một cái là ở trên điện thoại ấy, thì các bạn cần phải có tài khoản MT5 nhé, thì các bạn mới giao dịch được. Thực ra MT5, MT4 nó chỉ khác nhau cái tên gọi phần mềm thôi, không khác nhau quá đâu. Ở đây các bạn có thể thấy là giá nó đang ở đây đúng không? Đây, khối lượng này, theo lô này, theo đơn vị tiền tệ này. Đấy, có rất là nhiều cái tùy chọn luôn. Theo lô nhá, đây là cái bình thường chúng ta hay vào đúng không? Mình sẽ thực hiện một lệnh mua chẳng hạn. Đấy, các bạn sẽ thấy là đã mở lệnh này, một cái lệnh mua của mình đã khớp vào đây. Và mình ấn vào cái lệnh này luôn thì nó sẽ ra được là chốt lời và chốt lỗ. Đấy, chốt lời và chốt lỗ của mình. Chốt lời chốt lỗ các bạn tùy chọn, hiển thị bao nhiêu thì hiển thị. Theo giá tài sản, đây là cái giá mà chúng ta gõ vào luôn. Ví dụ như cái lệnh này của mình muốn chốt ở 18.900 là lỗ 18.900. Và chốt lời thì mình muốn là 19.200 chẳng hạn. Sau đó mình áp dụng một cái. Chờ một tí là xong. Bạn ấn vào đây là nó đã hiện rồi đúng không? Nhưng giả sử như bạn muốn chốt theo kiểu khác, chốt theo điểm cơ bản này, K
Cái này thì sẽ hơi khó cho những bạn mới. Theo tiền là cũng khá là dễ. Ví dụ như bạn vào lệnh này, bạn muốn chốt lời ở 5 đô, cắt lỗ ở 1 đô, bạn áp dụng một cái. Đó. Bạn thấy không ạ? Cái này nó ra là 19.451. Đây là cái giá mà chúng ta sẽ chốt được 5 đô này, 18.851 là giá mà chúng ta sẽ chốt lỗ ở 1 đô. Theo tiền này, đấy bạn thấy không ạ? Nó sẽ tính tương tự khá là hay đúng không? Còn theo phần trăm. Đấy, theo phần trăm tùy các bạn luôn. Đây là có rất là nhiều cái để chúng ta chọn. Về danh sách theo dõi, bạn có thể chọn này. Ví dụ như ETH chẳng hạn. Đây. Vàng chẳng hạn. XAUUSD đây. Đấy, bạn cứ thêm một cái này vào là chúng ta sẽ ra được cái danh sách yêu thích. Danh mục đầu tư này. Đấy, danh mục đầu tư đây là nơi mà có các cái lệnh của bạn và nó tổng luôn này. Ở đây mình test hai cái lệnh đúng không? Test hai lệnh, một lệnh mua này, một lệnh mua nữa này. Ấn vào đây để sửa lệnh này, lời lỗ như nào, ấn vào đây để đóng lệnh này. Lịch sử giao dịch, thiết bị đầu cuối, đây chỉ là cái cài đặt thôi, chúng ta bỏ qua cái này. Đấy thì các bạn chỉ cần quan tâm đến những cái đó thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên điện thoại nhé. Rồi, đây là trên điện thoại của mình. Ở trên Android hay trên iOS nó cũng tương tự nhau. Các bạn tìm và tải về cái phần mềm Xnet cho mình nhé. Sau khi tải xong, các bạn đăng nhập vào, các bạn cài cái mật khẩu, cái mật mã pin ấy, nó sẽ yêu cầu các bạn cài. Và sau khi cài xong thì các bạn sẽ vào được mục chính như này. Và ở đây chúng ta sẽ có cái sử dụng là ở mục tài khoản này, bạn ấn vào cái tài khoản này. Đây nhá, ấn vào cái tài khoản này thì nó sẽ hiện ra tài khoản thực hay tài khoản thử nghiệm. Bạn chọn một trong hai cái này, bạn chọn đến cái mà bạn muốn giao dịch ấy. Ok chưa? Ở đây là mình có MT4 này, MT5 này. Và các bạn chú ý là khi mà chúng ta dùng trên điện thoại, nếu mà bạn ấn MT4 và bạn ấn vào giao dịch nhá. Ví dụ như ở đây mình sẽ gõ một cái GBP USD nhá, nó sẽ lập tức nhảy ra cái app MT4. Bạn hiểu không ạ? Vậy thì một vấn đề đặt ra với iOS là MT4, MT5 đang không có đúng không? Thì chúng ta sẽ không làm kiểu này mà chúng ta sẽ làm kiểu này cho mình. Các bạn chọn tài khoản MT5 nhá, kể cả là demo hay là kể cả là real, thực hay là thử nghiệm thì các bạn đều chọn MT5 cho mình. Và sau đó khi các bạn gõ, các bạn chọn MT5 này, các bạn chọn một cái cặp tiền mà các bạn muốn này. Sau đó là ấn sang cái mục giao dịch rồi đúng không? Bitcoin nhá. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉnh lô. Ở đây bạn thấy là mình có hai lệnh này. Đây chính là cái tài khoản của mình khi mình thực hiện trên web ấy. Rồi, mình sẽ có thể ấn sell, ấn buy. Sell thử nhá. Và sell nó hỏi là bao nhiêu lô. Đây là lot đấy. Và sau đấy có thiết lập lệnh này, có xác nhận này. Mình sẽ thiết lập lệnh. Lời lỗ bao nhiêu. Đó, giá thị trường này, chờ bán giá cao, chờ bán giá thấp này. Theo giá này, theo đô này. Đấy, như mình nói đấy, ví dụ như ở đây mình 5 đô chẳng hạn, nó sẽ tự tính toán luôn. Còn theo đô này, 1 đô chẳng hạn. Đấy, nó cũng sẽ tự tính toán cho mình luôn. Và đây là lệnh bán đúng không? Bán thì đương nhiên là xuống nên nó sẽ lời. Và các bạn có thể thấy là nó tự tính ra ở đây. Nếu như mà mình muốn giá thì sao? Đấy, mình muốn giá thì nó sẽ như như vừa rồi mình hướng dẫn ở trên máy tính. Và sau đấy mình ấn xác nhận bán một cái. Ok, đã có một lệnh ở đây và nó hiển thị khá là đơn giản đúng không? Tổng quan này, thông số kỹ thuật này. Ở biểu đồ này thì các bạn có thể nhìn xuống bên dưới này, có khung giờ, có chỉ số và có chart. Cột này, biểu đồ nến này, phóng to ra này, nhìn rất là dễ hiểu đúng không? Khung 1 giờ này, chỉ số, chúng ta thêm một vài chỉ số. Ở đây chỉ là một cái ví dụ đơn giản khi mà các bạn sử dụng trực tiếp ở trên app và các bạn muốn chúng ta xem qua thôi. Chứ còn thực tế nếu như các bạn muốn phân tích kỹ hơn, phân tích sâu hơn thì các bạn dùng app TradingView. Vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để các bạn có thể trade được ở trên app Xnet, ở trên website của Xnet khi mà các bạn không cần dùng app MT4, MT5 và những cái lưu ý để các bạn có thể trade được. Thứ nhất, nếu như bạn dùng MT4 thì các bạn cần phải ấn vào cái phần web terminal MT4 để đăng nhập vào sử dụng ở trên web. Còn nếu ở trên điện thoại, các bạn chỉ có thể dùng MT5 nhé.
hãy có một tài khoản MT5 Green hoặc Demo để các bạn giao dịch. Thực ra MT4, MT5 không khác nhau nhiều, nên các bạn cứ tạo một tài khoản MT5, nạp tiền hoặc chuyển tiền vào trong đó để các bạn giao dịch được nhé. Rất mong rằng video này hữu ích dành cho các bạn và các bạn có thể hiểu được là không cần phải quá lo lắng khi cái app đó nó không còn tồn tại hoặc là tạm thời nó chưa có trên đó. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn để họ cũng có thể biết làm cách nào để chúng ta có thể tiếp tục giao dịch được nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.